cho các bạn. Trong video này á, mình sẽ nói về cái cách bắt led cho các bạn. Một số bạn xem video clip của mình á, các bạn đã độ được cái nguồn led driver rồi nha. Nhưng mà các bạn muốn kiểm tra, các bạn như ở ví dụ ở đây là mình có xe, các bạn sẽ đó ở nhà có hai cái đèn led bulb như thế này. Rồi các bạn muốn test cái nguồn led driver sau khi các bạn độ chế. Nhưng mà các bạn đâu đó không đúng nha. Mình giả sử đi, cái đèn này á, cái đèn này đèn A nha các bạn, là cái đèn này đèn nguyên thủy nha. Nhưng mà ở trong cái là cái nguồn led driver đã được độ chế nha các bạn. Cái nguồn này nè đã được độ chế rồi nha. Rồi các bạn muốn tăng thêm test thêm cái vỉ led này, cái module led này á, nó còn có khả năng sáng được không, thì các bạn mắc. Mình giả sử như cái đèn này, cái vỉ led này hay chip cái module led này á, là mình ký hiệu là A nha các bạn. Còn các bạn tháo cái module led này ra, mình tạm gọi là B nha các bạn. Rồi cái nguồn led driver bên trong đã độ chế rồi. Các bạn chụp hình Zalo á, các bạn cái vỉ module led này nè, có hai đầu nha các bạn, đầu dương đầu âm ha. Cái này cũng có đầu dương đầu âm nha các bạn, dương âm nè. Hai đầu dương âm như thế này. Các bạn lấy cái dây này nè, một cái dây nối dương lên dương và âm lên âm, âm sang âm. Đúng không? Các bạn nối nè. Từ vĩ A xuống vĩ B. Mỗi đầu dương với đầu dương và nối đầu âm với đầu âm. Như vậy rồi các bạn nói hỏi mình là cái mắc quay đúng không? Thì cái này là không nha các bạn. Tại vì các bạn muốn cái kiểm tra cái này là cái cách mắc này là cái mắc song song nha các bạn, chứ không phải mắc nối tiếp nha. Đây là cách mắc song song. Trên tay mình có vẽ một cái sơ đồ nha các bạn. Ở đây á mình sẽ phân biệt. Các bạn nhìn nè. Mình ví dụ nha các bạn, kiểm tra trong cái mặt cũng vậy. Một cái chip led nè các bạn, đây là cái chip led, mà một con chip led ha, hoặc nguyên cái module led là một con chip led hoặc module led. Thì nó bên đây là cái nguồn DC nha các bạn, DC một chiều á, nên mình sẽ ký hiệu hai chân cộng trừ. Thì dòng á bình thường á là dòng nè, nó sẽ dương nè, nó qua một con chip led nè các bạn, nó về âm. Phía trên là power DC power supply, là cái cấp nguồn DC cho cái đèn led nó sáng nha các bạn. Một cái đèn led, một chip led á, module led á, từ nguồn dương nè các bạn, nó vờ qua chip led nè, rồi nó vờ âm, là cái chip led này nó sáng, hoặc cái vỉ nguyên cái vỉ module led này nó sáng nha các bạn. Ở đây á, nếu mà các bạn trường hợp này các bạn mắc song song các bạn, nếu mà các bạn mắc song song như cái trường hợp hôm nay mình mới liệt kê mình nói á, ở đây nè, nguồn dương nữa bạn, nguồn dương nó đi qua hai bên luôn nha các bạn. Một và ở đây nè, để mình ký hiệu cho các bạn, dương nè, đây nguồn dương nữa bạn, dương luôn nè, dương luôn, ở đây âm nữa bạn. Hai cái vỉ chip led này các bạn, nó nối song song với nhau. Ở đây nè, cái cùng nguồn dương nè các bạn, nguồn dương các bạn cùng nối lên máy lên dương hết nha, cùng âm các bạn cùng nối về âm hết, là cái cách mắc thôi. Nhưng mà các bạn nó hỏi á, là chắc chắn là cái cách mắc đó là mắc song song nha các bạn, chứ không phải mắc nối tiếp mà. Còn ở đây á, mình nói về cái mắc nối tiếp. Nếu mà các bạn mắc nối tiếp á, để mà kiểm tra cái công suất của nguồn led driver này có đủ để đáp ứng so cho với hai vỉ chip led hay không, thì bạn mắc cho mình cái cách như thế này nha các bạn. Một cái vỉ chip led nè các bạn, nó sẽ có ví dụ các bạn ký hiệu là hai cộng trừ nha các bạn. Thì các bạn mắc nè, ở trên nè các bạn, nếu một sợi nha các bạn, dương nè, các bạn đi xuống dương. Mình ví dụ là cái vỉ chip led A, hay một con chip led A, rồi các bạn cái đầu âm các bạn, đầu âm của chip led A sẽ mắc vào đầu dương của chip led B nha các bạn. Nè, chip led A là có ký hiệu hai phần dương phần âm.
Giống như nếu mà chip LED á là Anoka tốt, còn nếu mà cái module LED á nó sẽ ký hiệu âm dương luôn nha các bạn, tại vì rất nhiều chip LED nó mắc trong đây. Thì cái phần dương á, phần dương các bạn nói với dương nguồn là bình thường của chip LED A, lớp chip LED đầu tiên. Còn phần âm của chip LED A các bạn sẽ mắc vào phần dương của chip LED B, là hai cái module LED B. Rồi phần âm của cái module LED B này á, rồi các bạn sẽ nối vào mắc. Như vậy á mới đúng là cái cách bắt nối tiếp nha các bạn. Còn các bạn mà hỏi cái đưa cái sơ đồ cho mình á, là cái đó là mắc song song nha các bạn, chứ không phải mắc nối tiếp nha. Ở đây á các bạn kiểm tra, các bạn sửa lại như cái module LED này nè, cái vĩ A nè các bạn. Bạn mắc làm sao? Trong trường hợp này á, mắc đúng á là các bạn. Nè các bạn lấy cái mẫu hàng á, thứ nhất các bạn xả rời chân âm ra cho mình nha. Xả cho tách rời ra nha các bạn. Nè, chân âm mình đã tách rồi nha các bạn. Cái chân âm này mình tách rồi, cái dinh nguyên, tại vì cái bộ nguồn driver nó nằm trong đây nha các bạn. Nên mình sẽ lấy cái vĩ B nè. Rồi các bạn, cái đầu dương nè các bạn, đầu dương giữ nguyên nha. Còn cái đầu âm của cái vĩ LED này nè các bạn, đây là cái vĩ S LED đầu âm nha các bạn, là cái để điểm này nè các bạn. Các bạn á, lấy một sợi dây hàng từ cái đầu âm này nè, rồi các bạn hàng xéo qua nha các bạn, hàng xéo qua đây nè, nó xuống cái đầu dương này nè các bạn. Đây là đầu âm nè, các bạn hàng xéo qua xuống đầu dương. Còn cái phần âm của cái vĩ LED này các bạn mới nối vô cái nguồn LED driver nè các bạn. Còn dây dương là cái dây chỉ trừ nãy mình mới tháo ra nè các bạn, là cái dây này nè, mình nối mình hàng vô đây. Vậy giống như cái sơ đồ nha các bạn. Là dương cái này nè các bạn, dương này nè, nó nối vào nguồn dương của power supply. Còn cái phần âm á, âm của cái vĩ module A nè các bạn sẽ nối vô cái đầu dương của module LED B. Rồi phần âm á, âm của module LED B sẽ nối vào âm của nguồn. Như vậy là cái mắc này á, là mắc thêm LED nha các bạn, là mắc nối tiếp nha, để các bạn test nguồn á. Chứ còn các bạn mà lúc đầu mà các bạn làm vậy á, là chứng tỏ là các bạn dương á, khi mà ví dụ nha, các bạn cấp nguồn vô là hai cái chip LED này nó sáng luôn, hay là hai cái module, hai cái bóng đèn này nó sáng luôn nha các bạn. Cái này á, gọi là cái mắc song song chứ không phải là mắc nối tiếp nha các bạn. Còn mắc nối tiếp là cái số lượng LED đó các bạn, nó sẽ như tính ra một tổng thể của nó là cái chip LED này rất nhiều hơn nha các bạn. Còn cái này là nó sẽ tách rời từng cái. Tuy các bạn mắc như vậy á, các bạn tưởng là mắc nối tiếp, nhưng thực chất á, là các bạn đã mắc song song rồi, chứ không phải là mắc nối tiếp nha các bạn. Thế thì trường hợp này á, cái mắc nối tiếp và mắc song song thì chúng ta thường áp dụng như thế nào nha các bạn? Cái mắc nối tiếp này các bạn, mình giả sử nha, cái điện áp đầu ra vào các bạn, pin power supply, cái này là 12V nha các bạn, 12V DC các bạn. Ở đây 12V DC. Thì đối với cách mắc song song này á, là vợ in nó nhỏ nha các bạn. Mình chơi giả sử nha, cái vợ in lúc nào cũng 12V đó, nó nhỏ nha các bạn, so với mắc song nối tiếp này nha các bạn. Cái này, cái trường hợp này á, là vợ in lớn nha các bạn. Mình giả sử nha, cái nguồn power supply, DC power supply này nè, nó bằng 12V đi, 12V DC nha các bạn. Thì khi mà các bạn cấp nguồn 12V DC ở đây á, thì cái chip LED A và cái chip LED B, nếu mà cái điện áp của nó các bạn, điện áp hoạt động của nó mà nó khoảng 12V DC thì hai LED này nó sáng hết nha các bạn. LED sáng nè, nó sáng hết nha. Tuy nhiên mà khi mà các bạn mà mắc từ nối song song các bạn chuyển qua nối tiếp á, thì cái vợ in này các bạn cấp 12V á, chưa chắc nó sáng nha bạn, nó không sáng nha bạn. Một là sáng yếu, hai là không sáng nha bạn. Là trường hợp, hai trường hợp nữa bạn.
người nó không đủ áp nha các bạn. Áp pin nè, cái này phải lớn hơn 12V nha các bạn. Cái trường hợp nào lớn 12V nó DC nó mới sáng nha các bạn, là để cho làm sáng cái module LED này, module LED A và module LED B á, là cái pin này nó phải lớn hơn 12V nha các bạn. Còn trường hợp này nó nhỏ, nó khoảng bằng 12V là nó sáng hai chip LED, hai cái module LED này nè. Cái trường hợp này rất hay thường gặp nha các bạn. Nhất là trong cái lĩnh vực LED quảng cáo á. Mình có một cái thanh LED H nha các bạn. LED H nè. Cái cách mắt như vậy á là cái mắt song song hết nha các bạn. Cái nguồn như các bạn LED H này á, nó sẽ có nguồn adapter 12V hoặc là cái nguồn tổ ong. Cái nguồn cấp của 12V nha các bạn. Ở đây thì mình sẽ test cho các bạn thấy. Mình ở đây mình sử dụng cái bộ nguồn đi. Mình sẽ cấp nguồn cho cái vỉ chip LED này nha các bạn. Mua và nó sẽ có hai đầu nha các bạn, hai dây nha. Bên đây là bên A đi, gọi mình tạm gọi là bên A, bên đây là bên B nha các bạn. Thì mình sẽ gắn hai đầu vô á. Khi các bạn cấp nguồn á là chắc chắn là nó sáng hết nha các bạn. Cho dù các bạn gắn cái đầu này là nó không phân biệt đầu hay đầu cuối, mà cái đầu các bạn gắn đầu nào vô nó cũng sáng hết nha các bạn. Mình sẽ cấp nguồn cho cái đầu bên tay trái của mình trước nha các bạn. Rồi các bạn thấy không, nó sáng hết nha các bạn. Sáng toàn giải luôn nha. Cái đầu này là đầu bên tay trái. Bây giờ mình sẽ tắt nguồn đi, mình chuyển qua cái đầu bên tay phải. Nó cũng y chang như vậy nha các bạn. Nó không khác gì mà lắm nha. Các bạn thấy không? Như vậy á, chứng tỏ là sao? Nó không phụ thuộc vào đầu cuối. Cách mắt này á, là cách mắt song song nha các bạn, chứ không phải mắt nối tiếp nha. Các bạn thấy không? Cái nhất là cái trong đèn LED quảng cáo á, cái nguồn á, nó cần cái nguồn áp nhỏ thôi. Cái pin nó nhỏ thôi chứ không cần nó áp lớn nha các bạn. Còn đối với mấy cái đèn LED như thế này nè, mấy đèn LED bulb hoặc là LED tiếp LED 8 á, thì cái VE nó vừa mắc nối tiếp vừa mắc song song á, thì cái pin của nó phải lớn hơn nha các bạn. Nên đây là lý do tại sao mà cái nguồn LED driver như thế này á, cái điện áp mà các bạn đo được á là khoảng gần 300V DC luôn nha các bạn. Khi mà cái chế độ không tải để áp ngõ ra, đối một cái thanh với cái thanh chip LED dài như cái đèn tiếp LED 8 hoặc là LED bulb nha các bạn. Đây cũng là cái lý do giải thích tại sao nguyên nhân nào mà cái nguồn LED driver luôn lúc nào cũng cao hơn cái nguồn LED tổ ong hoặc là cái nguồn adapter nha các bạn. Đây là cái thanh chip LED của cái đèn LED tiếp LED 8 nha các bạn. Rất nhiều chip LED nha các bạn, số lượng khá nhiều ha. Thì nó sẽ kết hợp cái vừa mắc nối tiếp nè, vừa mắc nối tiếp vừa mắc song song nè, nên yêu cầu cái điện áp nó phải lớn nha các bạn, rất nhiều nha. Có đủ cái điện áp á mà thắp sáng cái đèn LED á, nguyên cái dãy chip LED này nha các bạn. Như vậy trong video này á, mình đã nói về cái cắm mắt nối tiếp mắc song song nha các bạn. Cái cách mắc này rất dễ, mà một số bạn á, nhiều bạn mà không biết á, nhiều bạn sẽ nhầm lẫn nha các bạn, là cái mắc nối tiếp mắc song song như này nè. Cái vấn đề này cũng không khó nha các bạn. Các bạn chỉ cần chú ý một chút xíu là các bạn biết được cái cách mắc của mình là nó đã có phù hợp không nha các bạn, là mắc song song hay mắc nối tiếp nha. Rồi video của mình là đến đây là kết thúc nha các bạn. Các bạn có yêu cầu hay thắc mắc cái vấn đề gì đó về đèn LED đó, hay là các sửa chữa, thì các bạn cứ để lại comment dưới video của mình cho mình nha. Mình sẽ support hỗ trợ cho các bạn nha. Và hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp nha. Chào các bạn.